Đêm ngày 26 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo 63 tỉnh thành đã công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2021 đợt 1. Ngoài thủ khoa toàn quốc, thủ khoa các khối thi, dân mạng cũng đổ dồn sự quan tâm vào điểm số của các hốt tầng 2K3 trong kỳ thi lần này. Nổi bật trong số các sĩ tử thi tốt nghiệp năm nay là Nguyễn Trần Việt Anh, em trai Huyền My. Chia sẻ với báo chí mới đây, nàng Á Hậu tiết lộ em trai được tổng điểm 51,1 cho 6 môn thi em trai của mi chỉ phải thi 5 môn vì đã có điểm leo sơ 6.0 nên được tính là 10 điểm tiếng Anh không phải thi môn này, 5 môn còn lại thi được 41.1 điểm nên tổng là 51.1 điểm, cô trả lời trên tờ thể thao và văn hóa. Người đẹp cũng tiết lộ em trai được tuyển thẳng vào chương trình quốc tế của Đại học Ngoại thương. Cuối năm nay chàng trai trẻ sẽ sang Anh du học. Em trai của Mi được tuyển thẳng vào chương trình quốc tế của Đại học Ngoại thương nên giờ chỉ cần bổ sung điểm thi trung học phổ thông là được. Cuối năm nay em trai của Mi sẽ đi du học tại Anh, dù gia đình có hơi buồn một chút nhưng Mi lại nghĩ tích cực là thời gian tới Mi có nhiều lý do để qua Anh hơn, cô nói thêm. Không chỉ sở hữu bản thành tích học tập chuẩn con nhà người ta, ngoại hình của Việt Anh cũng rất nổi bật. Ngoài gương mặt điển trai, nam sinh 2K3 còn có chiều cao khủng, gần 1M80 dù kém chị gái 8 tuổi nhưng cả hai lại cực kỳ thân thiết. Minh chứng cho điều này chính là việc Việt Anh thường xuyên tháp tùng chị đi tham dự các sự kiện giải trí. Được biết, trai đẹp từng theo học cấp 3 tại ngôi trường quốc tế tại Hà Nội với mức học phí tầm 150 triệu một năm. Huyền My từng tiết lộ, ngày bé cậu em này mơ ước trở thành một nhà khảo cổ, nghiên cứu về khủng long. Thế nhưng khi lớn lên, cậu bạn lại mong muốn trở thành một kiến trúc sư. Ngày bé, hai chị em thường hay chí chóe và có vẻ không hợp nhau lắm. Thế nhưng khi lớn lên, việc anh lại điềm đạm, ít nói và chín chắn hơn trước. Chính vì vậy, hai chị em gần gũi hơn trước rất nhiều, cô cho hay. Bảo Anh, Tổng hợp Theo Việt Nam Net